Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên vừa phối hợp với đội quản lý thị trường số 5, Cục Quản lý thị trường tỉnh tiêu hủy gần 7.000 lít rượu không đảm bảo chất lượng. Trước đó, ngày 13 tháng 10, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với đội quản lý thị trường số 5 tiến hành kiểm tra đột xuất với công ty cổ phần quốc tế VTTVN có địa chỉ tại thôn Cốc Ngang, xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động đang sản xuất kinh doanh sản phẩm rượu thủ công. Đoàn tiến hành lập biên bản tạm giữ và niêm phong toàn bộ số hàng hóa gồm 6.840 lít rượu các loại để tiến hành xác minh. Được biết, công ty đã được Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, giấy chứng nhận đã hết hiệu lực từ ngày 4 tháng 8 năm 2023. Ngày 16 tháng 10, cơ quan chức năng đã xác định toàn bộ số rượu này đều không đạt yêu cầu chất lượng chỉ tiêu hàm lượng aldehyd theo tiêu chuẩn Việt Nam 8010-2009. Đến ngày 23 tháng 10, cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính 35 triệu đồng đối với công ty về hành vi sản xuất thực phẩm có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nhưng đã hết hiệu lực, đồng thời tiêu hủy số rượu trên theo quy định.